Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutiki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước á, thì mình đã xây được một cái bàn vuông phép khổng lồ ở gần phía ngôi làng. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ không xây một món vật nữa, mà mình sẽ xây một cái con vật ác ở trong Minecraft. Đó chính là cái con Enderman nha. Con vật mà thường xuyên đi ăn cắp mấy block ấy à. Và lần này thì nó không ăn cắp một block nữa, mà ăn cắp nguyên một ngôi nhà luôn. Rồi và liệu để xây con Enderman đó thì chúng ta cần phải có bê tông đen này. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn được một ít bê tông đen rồi. Ngoài ra thì chúng ta cần phải làm thêm bột nhuộm màu tím cộng với bột nhuộm màu đỏ sậm nữa để chúng ta có thể làm phần mắt nha. Rồi, vậy là chúng ta đã đủ vật liệu để làm phần mắt của con Enderman rồi. Và cái khu vực mình xây cái con Enderman này ấy là ở gần cái pho tượng nốt luôn. Đây, mình sẽ bay qua bên kia nha. Nó xây gần cái hố, mình gặp một cái hố ở đây nè. Mình không muốn lắp nó lại ấy, thành ra mình xây sẵn tiện là trang trí cái hố này luôn. Đó, mình sẽ xây nó gần cái hố này nè. Rồi, giờ thì sẽ bắt đầu xây luôn nha. Kiểu như là nó sẽ nhấc cái một cái ngôi nhà ở vị trí này lên trên luôn á. Và đầu tiên thì mình sẽ làm phần chân của con Enderman trước. Phần chân thì mình sẽ sử dụng bê tông đen này. Mình sẽ đặt trước là một gì tới chưa ta. Mình nghĩ là đặt sát mép cái hố này luôn đi cho nó đủ diện tích nha. 1, 2. Cái phần chân này là sẽ cách ra 2 ô luôn. 1, 2 nè, và đặt tiếp hai cái chân. Đó, như vậy thì chúng ta đã xong cái phần ở phía dưới của chân rồi. Và mình sẽ kéo cái chân này lên cao 8 ô nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ô. Tương tự bên đây thì mình sẽ kéo phần chân này lên 8 ô luôn nha. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần thân của con Enderman thôi. Kế tiếp thì sẽ là cái phần thân nè. Phần thân thì sẽ đập ra, tại vì bên trong này chúng ta cũng có thể xây dựng một nơi để có thể sống luôn á. Ở bên trong nó khá là rộng này, giống như pho tượng nốt bên kia vậy đó. Giờ mình sẽ kéo qua bên đây nè, cũng như là kéo qua bên hông luôn. Đó, nó sẽ dư ra một ô ở bên ngoài như vậy nhá. Rồi kế tiếp mình sẽ vòng lại và kéo cái phần thân này lên 8 ô nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình kéo xong cái phần thân này lên trên 8 ô. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau khi đã làm xong phần thân thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm phần đầu nha. Phần đầu thì mình sẽ đặt cho nó ra một ô như vậy và thêm một ô nữa, là tổng cộng là dư ra phía trước ấy là 2 ô nha. Rồi sau đó mình sẽ kéo lên trên tiếp tục là 8 ô nha các bạn. 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ô. Rồi giờ mình sẽ hoàn thành nốt phần đầu luôn nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm phần mắt cũng như là trang trí ở phía dưới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái phần đầu nha. Hiện tại thì mình đang bay đi để tìm cái chỗ mực các bạn ơi, để chúng ta có thể bắt đầu farm thêm mực và làm những cái khối bê tông màu đen ấy. Giờ mình sẽ qua vùng đầm lầy này, tại vì thường thường gần đầm lầy sẽ dễ gặp mực hơn ấy. Khu vực mình sống thì không có con mực nào hết trơn. Rồi bay qua đây một xíu nào. Bên đây cũng không có mực. Đây mực đây. Và kiếm của mình có dòng da tài ba ấy, thành ra farm mực rất là dễ luôn. Chém một cái này, đó, nó rơi ra được đây 4 túi mực. Một con mực mà rơi ra tới 4 túi mực luôn. 4 hoặc 3 ấy, rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ lượn thêm vài vòng nữa để tìm thêm mực, và chúng ta sẽ về để chế tạo thêm những khối bê tông màu đen và hoàn thiện nốt cái phần đầu của Enderman cũng như là phần tay nha các bạn. Mình đã làm xong những cái khối bê tông màu đen rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm phần đầu nha. Và ngoài ra thì mình sẽ làm cái mặt trước luôn để gắn phần mắt vào các bạn. Mắt Enderman thì rất là dễ làm. Đây mình sẽ đặt trước là cái này là 2 rồi đúng không? 3 ô này, ngay ô thứ tư thì mình sẽ bắt đầu gắn vào đây là một cái khối bê tông màu tím nha. Kế tiếp là một cái khối bê tông màu đỏ sậm và tiếp tục là khối bê tông màu tím. Đó, như là chúng ta đã được một bên mắt rồi. Và bên đây thì mình sẽ làm tương tự bên kia nha. Một khối bê tông màu tím ở đây, bê tông đỏ sậm vị trí này và tiếp tục là bê tông tím. Đó, kế tiếp mình chỉ cần ốp hết cái phần đầu ấy là bằng những cái khối bê tông màu đen là chúng ta đã xong cái phần mặt trước của con Enderman rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ốp hết cái phần đầu rồi chúng ta cùng nhau xây tiếp cái con Enderman này nhá. Nhìn từ xa thì mình mới phát hiện là con Enderman của mình hơi bị lệch so với cái hố á, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào trong ấy để lấy thêm một ít vật liệu để chúng ta có thể làm một cái căn nhà nho nhỏ nha, để xây ở phía phần ngực của cái con Enderman ấy, giống như là nó đang nhấc bổng cái ngôi nhà lên khỏi mặt đất vậy đó các bạn.
Rồi giờ thì bay lên đây và mình sẽ xây một căn nhà nhỏ nhỏ tầm ngang phần bụng á. Giờ làm sao? Ui mình quên mang giàn giáo rồi. Thiệt tình luôn á. Mình sẽ sử dụng những block gỗ để trèo lên trên đi. Một xíu vào trong thì nhớ đem theo giàn giáo ra cho nó dễ nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần sàn trước. Phần sàn thì mình sẽ cách cái phần, để mình coi nào, cách phần bụng là 1 hay 2 ô ta? Cách phần bụng là 2 ô đi. 1, 2 nè. Và bắt đầu ngay ô thứ hai luôn, mình sẽ đặt một cái phần trụ đi ra phía trước nha. 1, 2, 3, 4 nè và 5 ô. Cái phần trụ đi ra này là sẽ 5 ô nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ nối ngang và làm tương tự ở bên kia thôi. Cái này là trụ ra như thế này. Và phần sàn thì mình sẽ ốp bằng cái gỗ sồi nha. Tại vì sàn gỗ sồi thì nó sẽ nhìn đẹp hơn. Còn gỗ phân sam thì chắc mình sẽ ốp làm cái phần tường á. Còn phần mái thì mình sẽ viền bằng đá cội. Vậy là xong cái căn nhà nhỏ của mình rồi. Bây giờ chắc mình sẽ đập những cái khối gỗ sồi này ra để chúng ta có thêm gỗ sồi ấy để làm tiếp cái phần trụ, chứ giờ hết trơn gỗ sồi rồi. Và mình cũng sẽ đi vào bên trong kho để lấy một ít cái giàn giáo ra luôn xây dựng, mà không có giàn giáo thì hơi khó. Một trụ nè, hai trụ, ba trụ và bốn trụ. Kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần cửa. Cửa thì sẽ nằm sao cho thích hợp ta. Cửa sẽ nằm ngay đây đi. Đó. Và ở đây sẽ có cửa sổ giống như bình thường nha. Mình xây nhà thì cực kỳ thích đặt nhiều cửa sổ luôn. Rồi cái tiếp sẽ nối ngang. Gì thì có thấp quá không ta? Mà chắc cũng không sao đâu. Nhà trên nhỏ nhỏ thôi mà. Rồi kéo phần trụ này lên và nối ngang luôn nha. Như vậy thì chúng ta đã xong cái phần khung của căn nhà nhỏ này rồi. Kế tiếp thì mình sẽ ốp nốt phần tường luôn. Phần tường ở đây một cái cửa sổ nè. Đổi ra thêm một ít cái ván gỗ sồi ở đây và ở bên đây nữa. Và cửa sổ thì chắc mình sẽ đặt những cái tấm kính nha, chứ không đặt những cái khối kính đâu. Và giờ mình sẽ trèo lên trên để làm cái phần viền cho phần mái thôi. Làm một cái bàn chế tạo trước cái đã. Ui mình lấy nhầm gỗ sồi sẩm luôn rồi. Mình lấy nhầm gỗ sồi sẩm luôn, mất mất tiêu luôn rồi. Mà chắc cũng không sao đâu, gỗ sồi sẩm làm phần mái chắc cũng được á. Rồi nói ngang nha. Phần mái này làm kiểu đơn giản thôi. Ở bên đây nè, chủ yếu là những cái cầu thang bằng đá cuội cũng như là gạch đá á. Ở bên đây cho nó dư ra một ô nha. Đây và bên đây. Rồi làm thêm ít cái cầu thang nữa là chúng ta xong cái phần viền rồi đó. Nói ngang ở đây. Và làm sao mà cho cái ngôi nhà nè đừng có quá cao hơn cái con Enderman này là ok rồi đó. Qua đây nè. Nó vậy là chúng ta đã xong cái phần mái rồi. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo thật là nhiều những cái ván gỗ sồi sẩm nha, để chúng ta có thể làm nốt cái phần mái của căn nhà mini này luôn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình ốp xong cái phần mái này nha. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái con đường để mình có thể đi lên cái ngôi nhà phía trên nha. Mình sẽ sử dụng cái thang leo là chính và mình sẽ đặt ở phía dưới chân của con Enderman luôn. Rồi là một cái cầu thang đi lên và đập cái này ra. Ở trên đây mình đã cắm sẵn một cây đuốc rồi để phòng trừ trường hợp mà nó xuất hiện quái ấy. Và mình sẽ bỏ ra hai ô nè, đập cái này ra coi. Ngay đây luôn, ngay đây là mình có thể vào nhà được rồi. Và trong này thì còn khá là tối, thành ra mình sẽ gắn thêm một ít cái đuốc vào bên trong đây nhá. Cái này mình ốp phần mặt trước cái đã. Này vẫn là một cái trụ nè. Ui cái này mình làm cửa sổ kiểu kia không được rồi. Được. Đây mình sẽ biến chế là một xíu như thế này. Đó. Và mình chỉ cần ốp kính vào thôi, mình chưa có lấy kính nữa. Tại vì bây giờ mình đem theo rất là nhiều đồ để trang trí luôn. Nào là giường nè, mình sẽ đặt một cái giường ở trong góc này. Kế tiếp sẽ là những cái rương nha, để chúng ta có thể chứa đồ. Mình sẽ đặt rương ở đây. Và ở trong góc này thì mình sẽ đặt một cái bàn chế tạo ở vị trí này. Đó, và đuốc ấy thì mình sẽ cắm ở chỗ này, cũng như là đèn lồng ở phía bên trong nữa. Ở đây mình còn thừa một ít cái đèn lồng nè, gắn đèn lồng vào. Ui đèn lồng ở phía trên cao dữ vậy. Rồi chắc bây giờ mình sẽ gắn cửa vào nha. Cửa thì mình sẽ đặt ngay đây. Và ở đây thì mình quên làm cho nó cao một xíu để có thể gắn vào một cái cầu thang ấy, thì nhìn cửa nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mình nhìn như vậy thì cũng tạm ổn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ mang những cái khối bê tông đen này này đi ra bên ngoài. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần tay của cái con Enderman này nhá. Mình sẽ đặt một ít block này ra cái đã. Và mình cũng đã mang theo đất nè. Để một chút xíu nữa mình sẽ đặt đất ở phía dưới ngôi nhà này ấy, để giống như là nó đang bị nhấc lên trên vậy đó các bạn. Và tay thì mình sẽ bắt đầu làm bên tay trái trước nhá. Mình sẽ đặt ui cái này làm sao để đi lên ta. Mình sẽ làm như vậy đi. Đó. Làm cái cầu thang bằng đất luôn.
Mình sẽ đặt ở sát góc này là cách ga hai ô nha. Mình đặt sát góc này là những cái khối bê tông màu đen thành một cái hình vuông như vậy. Rồi sau đó mình sẽ làm cho nó đi xuống từ từ nha. Đây mình sẽ đập ra bớt cái đã. Đập ra và đập ra. Kế tiếp thì sẽ đặt ở phía dưới một khối bê tông đen, ở trên một cái bê tông đen và ở đây một cái. Cứ theo thứ tự vậy mà làm dài xuống phía dưới nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tìm cách đi xuống dưới cái đã. Làm trên không thì hơi khó xây. Đây, đập cái này ra và làm một cái cầu thang bằng bằng cái dàn giáo đi cho nó tiện. Đó, vậy đi. Rồi sau đó mình có thể trèo ra nè. Đặt ở đây và bên đây nữa. Và ngay vị trí này thì mình nên đặt một cái khối trước đã, để một hồi đập dàn giáo thì không có bị rớt. Ui ui. Ui, mới nói đã rớt rồi. Ui da. Bay lên lại một cái nè. Rồi sau đó mình sẽ đáp lại trên bằng mái của ngôi nhà của mình và đặt một block ra bên ngoài cái đá để một hồi còn đứng. Đặt block ra đây. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt một ô ở trên, một ô ở dưới và một ô ở chính giữa như thế này. Và sau đó mình sẽ đặt vào bên trong ngôi nhà giống như là đang dựng cái ngôi nhà của mình vậy đó. Rồi giờ mình sẽ đặt cái ô này ra nè để mình có thể gắn vào bên trong á. Đặt ở đây. Ui té nữa rồi. Nguy tình luôn. Rồi bay lên lại không sao. Rồi bay lên lại nè. Và ở phía trên nóc của con Enderman á thì mình đã gắn đuốc rồi để tránh trường hợp nó xuất hiện quái ấy. Rồi nhảy qua đây. Đó, và gắn vào đây một khối. Và ở phía dưới này một khối nữa là xong cái phần tay trái rồi. Các bạn làm tương tự ở bên phải nhá. Để chúng ta hoàn thiện được cái con Enderman này. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái hai cái tay của con Enderman này nhá. Sau một lúc thì mình đã làm xong phần tay của Enderman cũng như là ốp một ít đất ở phía dưới ngôi nhà để giống như cái ngôi nhà này đang bị nhấc lên không trung nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ trang trí ở bên ngoài bằng một ít cái bột xương này để cho nó có hoa cũng như là cỏ trông cho nó tự nhiên hơn nha. Rồi đập ít cỏ trước nhà ra nè và ở bên đây một cái. Đó. Như vậy thì chúng ta đã xong cái ngôi nhà được bị cái con Enderman này lấy đi rồi. Đó, và cửa thì đóng lại một cái nè. Và mình cũng có mang theo một ít cái tấm thủy tinh đó để chúng ta có thể gắn vào làm bằng cửa sổ. Gắn ở đây một cái và ở bên đây một cái nữa. Gắn vào. Đó, vậy là xong ngôi nhà rồi. Và ở phía bên trong cái con Enderman này, chúng ta vẫn có thể làm một cái kho chứa ở phía trên này nha. Trên đây thì rất là rộng luôn, nhưng mà có điều hơi tối một xíu, tại vì cái khối xây dựng là khối bê tông màu đen mà. Và đường đi lên này thì chúng ta cũng có thể gắn một cái cửa sập để mở ra mở vào nha. Như vậy thì mình đã xong cái con Enderman này rồi. Và ở phía dưới thì mình đã trang trí sơ sơ. Nó nhìn cũng khá là giống như là cái lỗ này nè, bị con Enderman này nhấc lên vậy đó. Để bây giờ mình sẽ trèo lên cái tượng nớp nha, để chúng ta có thể dễ dàng quan sát hơn. Rồi đáp lên tượng nớp một cái nè. Tan tan. Đó. Như vậy thì mình đã xây xong rồi. Và bây giờ chắc mình sẽ dọn dẹp đồ để chúng ta làm công việc tiếp theo nha. Và công việc tiếp theo của mình thì sẽ liên quan một xíu về restore thôi. Chỉ một xíu thôi. Tại vì ngôi làng của mình á chỉ mới có những cái shop bán đồ do những anh dân làng đứng ở phía trước như vậy thôi. Nhưng mà chưa có cái shop nào bán tự động hết. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái shop bán hàng kiểu tự như là tự động vậy đó. Mình chỉ cần đưa cái mệnh giá vào á. Chỉ cần bước vào một cái nè là chúng ta có thể nhận được món đồ đó ngay luôn. Và để làm được một cái chỗ như vậy thì chúng ta cần phải có một ít hopper á, để coi trong room mình còn hopper không nha. Rồi hết hopper rồi, sắt coi, sắt còn có 9 phôi sắt thôi. Kiểm tra trong room Ender nào, room Ender còn 29 nè. Vậy là mình sẽ làm được mình cần hai cái hopper á. Đâu, để mình làm một cái room trước. Gỗ mình có gỗ ở đây nè và rương luôn, mình sẽ làm hai cái hopper. Kế tiếp thì chúng ta cần một cái bộ lập với bộ máy lập với máy so sánh gì á các bạn ơi. Để coi nè, cái công thức nó chế tạo là hình như cần cái thạch anh á. Đây mình có thạch anh nè và cần đá mịn hay sao. Đá mịn đây luôn. Rồi chế tạo nào. Đây chúng ta cần mạch so sánh redstone nè và một cái bộ lập luôn. Đó, cần hai thứ này và một ít redstone. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có cái máy thả nữa. Máy thả như là cần đá cội. Đây mình sẽ chế tạo luôn nha. Máy thả, đây công thức máy thả nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài và bắt đầu làm luôn thôi. Mình sẽ đặt ở bên trong ngôi làng nha. Sắp tới nếu có điều kiện thì mình sẽ cố gắng mở rộng cái ngôi làng của mình ra để mình có thể xây thêm nhiều thứ ở bên trong nữa. Chứ bây giờ ngôi làng mình cũng khá là chật rồi. Và cái chỗ bán đồ tự động đó, mình nghĩ mình sẽ đặt ở gần gần trước cửa nhà mình nè. Mình sẽ đặt khoảng ngay vị trí này luôn.
Đầu tiên thì mình sẽ đào xuống dưới một xíu, ngay cái chỗ mà mình nhận đồ á, chắc là sẽ ở đây nha. Rồi sau đó mình sẽ làm dấu luôn, mình sẽ đào ra một cái làm dấu nè. Kế tiếp thì mình sẽ đào xuống dưới và đặt ngay vị trí này á, là một cái máy thả như thế này. Rồi kế tiếp thì mình sẽ đào ra và bắt đầu làm một ít về redstone thôi. Mình sẽ đặt ở đây là một cái hopper á, đây một cái hopper nè, hopper, và ở phía dưới cái hopper này á thì mình sẽ gắn vào một cái rương nha, để sắp tới mình còn xuống đây lấy lại đồ nữa. Rồi kế tiếp thì mình sẽ gắn ở dưới này á là một ít cái redstone nha. Đây đập này ra, đập cái này ra đó, và mình sẽ đặt vào đây là một cái mạch so sánh nè. Kế tiếp là một cái bộ lập để cho nó hơi delay một xíu đó. Rồi đập cái này ra nè, và ở chỗ này thì mình sẽ gắn vào những cái redstone nó dài lại cái máy thả này thôi. Như vậy là xong rồi đó. Giờ mình sẽ thử nha, mình sẽ ví dụ như là một cái hạt vàng đi, để đổi một cái củ khoai tây bỏ lò, đúng không? Ví dụ đây là cái hạt giống, đây là hạt vàng nha, cho vào đó, nó sẽ bắn cái khoai tây này lên nè, rất là hay luôn. Rồi giờ mình sẽ ốp lại chỗ này nha, để chúng ta bắt đầu trang trí ở phía trên là xong rồi. Và trong này thì nó chỉ có một ô thôi, thành ra nó không có spawn quái đâu. Giờ mình sẽ thử lại nha. Ồ mà quên nữa, chưa cho đồ vào. Đập cái này ra một cái, cho vào đây một đống khoai tây luôn. Rồi test lại nha. Nó rồi vậy là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí cũng như là treo mệnh giá cho cái khu vực bán đồ tự động này thôi. Và để trang trí cái này thì mình nghĩ là nên sử dụng những cái khối thạch anh á, tại vì khối thạch anh thì nhìn nó sẽ hiện đại và trông có vẻ tự động hơn. Rồi thạch anh thì hôm bữa hình như mình còn một ít trong cái rương sugar này thì phải. Để coi nào. Còn khối thạch anh nè, để mình grab cái trụ thạch anh á, tại vì thạch anh có cái khối trụ nhìn khá là đẹp. Đây khối trụ cột thạch anh nè. Mình đã được 6 á. 6 thì chắc chưa đủ đâu, mình sẽ chế tạo khoảng, đây là được 12, 14 rồi, mình sẽ làm 16 luôn. Ngoài ra thì mình sẽ mang theo một ít cái gậy end này này, để coi cái rương ender đây, rương chứa đồ dưới ender này. Đó, mình sẽ đem ra một hai cây đi, mình sẽ đem ra hai cây nhá, tại vì mình muốn làm giống như là cái cục pin ở bên trong vậy đó. Rồi kế tiếp thì chúng ta cần phải có kính nè. Kính mình có một ít kính ở đây. Rồi bây giờ ra ngoài và bắt đầu trang trí luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đặt phần trụ cho cái chỗ bán đồ này trước nhá. Phần trụ thì để coi nào. Đặt ngay vị trí này một cái nè. Ui, đặt cho nó đứng mới đúng. Trụ như vậy, ở đây một cái và ở đây. Đó, vậy là chúng ta đã được hình vuông rồi. Kế tiếp thì mình sẽ cho phần trụ lên cao thêm một ô nữa như vậy. Sai rồi. Cái trụ thì nó phải ngang với cái hopper mới đúng. Đây, trụ ở đây nè. Đó, tại vì mình đứng ở ngoài mình vẫn có thể cho đồ vào bên trong ấy. Đó, vậy thì mới đúng nha. Kế tiếp thì mình sẽ cho phần trụ này cao lên. Và phần sàn thì chắc mình sẽ sử dụng thạch anh luôn đi, để nhìn cho nó đẹp nha. Thạch anh, để coi mình còn thạch anh mịn không ta. Thạch anh mịn làm bằng sàn đẹp lắm luôn á. Đây, thạch anh mịn nè. Đó, gắn thạch anh mịn vào. Đấy, và trụ không, cái thanh gậy end thì mình sẽ gắn hai cái. Nó tỉnh thoảng nó còn bóc những cái màu trắng ra nè, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ gắn kính vào xung quanh cái chỗ bán hàng này như thế này. Đấy, và mình sẽ làm cái phần máy luôn. Phần máy thì mình sẽ sử dụng những cái nên sử dụng những cái phiến hay cầu thang ta. Mình đang phân vân quá. Ok, chắc sử dụng cái phiến đi. Sử dụng phiến thì sẽ tiết kiệm hơn. Mình sẽ đổi ra một ít cái phiến thạch anh cái đã. Mình đã được 12 cái, chắc không đủ đâu, làm 18 cái luôn đi. Rồi ra ngoài và gắn cái phần máy vào, tại vì đây là cái khu vực bán đồ tự động, thành ra mình không muốn cho nó quá bự ấy, làm nhỏ nhỏ thôi. Ốp lại như vậy. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ gắn ở phía trước này là một cái cầu thang nha. Để coi ở đây có bàn chế tạo không ta. Mình vô đây mình chế tạo một cái. Đây, bàn chế tạo nè. Mình sẽ làm một cái cầu thang thạch anh. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào ngay tại vị trí này. Đó. Và phía trước này để cho đẹp hơn, chắc mình sẽ, úi da, mình sẽ ốp vào xung quanh đấy là những cái cục đá nha, để nhìn cho nó kiểu như là sạch sẽ hơn, chứ gắn mấy cục đất này nhìn nó hơi kỳ á. Rồi đào ra xung quanh nè, và đi vào bên trong để lấy một ít đá. Mình cũng phải chế tạo thêm những cái khung vật phẩm nữa, để mình có thể treo cái mệnh giá cũng như là cái món đồ mà mình bán. Sắp tới trong ngôi làng thì mình sẽ làm thêm thật là nhiều chỗ như vậy nha, để nhìn cho nó thú vị hơn.
Để coi nào, da bò hình như là mình còn một ít ở bên đây. Đó, mình sẽ đổi ra một ít cái que luôn. Mình đã được 8 cái que. Bốn cái thôi à. Mình cần nhiều que hơn nữa. Đây, mình sẽ làm thêm một ít như vậy. Làm những cái khung vật phẩm thôi. Mới được một cái thôi à. Phải làm thêm mới được. Làm hai cái đi. Rồi, tầm hai cái là được rồi đó. Kế tiếp thì mình sẽ có đá rồi nè. Rồi, chỉ cần ra ngoài và ốp vào thôi là chúng ta đã xong cái chỗ bán hàng rồi đó. Tại vì mình không có rành về redstone ấy, thành ra mình chỉ biết làm như vậy để kiểu như là giống chỗ bán hàng tự động thôi ấy. Để sắp tới mình sẽ cố gắng học nhiều hơn về redstone ấy, để mình có thể làm những cỗ máy bán hàng tự động sao cho nó thiệt làm kiểu như là hiện đại luôn. Nhìn vậy thì nó hơi thô sơ, tại vì mình dục block gì vào ấy thì hay là bất cứ thứ gì vào thì nó cũng bán đồ à, nó chưa có xịn lắm. Rồi giờ mình sẽ thử lại nha. Ở đây còn khoai tây đúng không? Đó, còn khoai tây nè. Rồi cho vào đây là giống như là một cái tiền tệ gì đó, cho vào. Đó, vậy là mình đã được một cái củ khoai tây rồi nè. Mình có thể lấy và ăn ngay và luôn á. Rồi, vậy là ok rồi nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ dọn dẹp đồ cũng như là đi vào trong ngủ để chúng ta có thể làm công việc tiếp theo nha. À mà quên nữa, để mình gắn mấy cái khung vật phẩm vào. Ở đây thì mình sẽ gắn vào cái củ khoai tây. Và bên đây mình sẽ gắn vào một cái hạt vàng. Để coi mình còn hạt vàng không ta. Hạt vàng hình như là trong rương này còn nè. Ui còn vàng thôi kệ, đổi ra hạt luôn. Đây hạt vàng đây, gắn vào một cái như thế này. Đó, vậy là có nghĩa là một cái hạt vàng ấy là mình sẽ có thể đổi được một cái củ khoai tây. Và mình sẽ có thể gắn một cái biển vào đây nè, làm cái hình mũi tên đi ngang á. Là chúng ta đã xong cái khu vực bán hàng rồi. Nhìn ở xung quanh thì nhìn nó cũng khá là ok ấy. Tại vì nó có được cái thanh Android này để trang trí nè. Mình rất là thích cái thanh Android này luôn á. Rồi, như vậy thì mình đã xong rồi nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ ngủ và làm công việc tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì bộ giáp mình đang mặc vẫn chưa có dòng sửa chữa nữa. Và hôm trước á, mình có thừa ra một cái quyển sách sửa chữa nè. Mình sẽ lấy ra luôn. Đó, được một quyển rồi. Và trong ngày hôm nay chắc mình sẽ cố gắng đổi thêm 3 quyển nữa để chúng ta có thể ép nguyên bộ giáp có dòng sửa chữa hết luôn nha. Là chúng ta có thể mặc và đi khám phá mà không sợ bị hư. Tại vì khi mà đi khám phá đánh quái hay là zoom bay ấy, thì nó sẽ rơi ra kinh nghiệm và nó sẽ tự sửa lại cho mình luôn. Đầu tiên thì chắc mình sẽ coi coi anh này thì anh đổi thịt thối rữa đúng không. Mình có rất là nhiều thịt zombie ở đây này. Đó, tha hồ mà đổi với ảnh luôn. Đây mình sẽ cho vào đây nè. Tại vì chỉ cần 26 thịt zombie thôi là chúng ta đổi được một viên rồi. Đó, cứ đổi với ảnh thôi. Đổi thêm nữa nè. Đó, thêm một lần nữa. Để coi đổi được mấy viên nhá. 8 viên rồi. 8 viên là mình được một cái quyển sách sửa chữa. Tại vì anh dân làng bán sách sửa chữa, anh đã giảm giá cho mình hết một viên rồi, chỉ còn có 7 viên thôi ấy. Vậy là mình thừa ra được một viên nữa rồi. Kế tiếp thì mình sẽ đi đổi thêm mới được. Anh này thì đổi len á, mà máy farm lâm cùa mình chưa có hoạt động nhiều, mình chưa có đủ len để đổi với ảnh nữa. Tiếc ghê luôn. Chắc mình sẽ đi ra bên ngoài ấy để đổi với mấy anh thủ thư đi. Mấy anh thủ thư bán emerald bằng giấy ấy cũng rất là rẻ luôn. Đó, mình đã chuẩn bị được một ít cái cây mía đường nè, và ra ngoài mình có thể đổi với ảnh rất là thoải mái. Nhưng mà trước tiên mình cần phải đổi ra giấy trước cái đã. Đây, vào trong đây nè, đổi ra giấy thôi. Mình sẽ đổi ra khoảng một stack đi. Đó, thêm một ít nữa. Ôi, một stack rưỡi luôn. Rồi, tha hồ mà đổi nha. Rồi, đổi cho anh này coi. Không, anh này không phải thú thư, anh này nè. Đây. Ồ, anh này hôm bữa mình đổi ra mắc cái danh hiệu luôn á, mà anh lại bán cái thẻ tên thứ mà mình không cần nữa chứ. Thiệt tình luôn. Kệ, không sao. Rồi, giờ mình sẽ đổi thêm một lần nữa. Là mình được 12 viên rồi, nhưng mà giờ anh hết bán rồi các bạn. Mình cũng có thể đổi Emerald bằng túi mực á. Emerald bằng túi mực. Phải đi săn nữa, nhưng mà nay mình ngán săn mực rồi, săn nhiều lắm rồi. Rồi kệ, giờ mình sẽ đổi ra giấy thêm đi, để đổi với anh dân làng bên đây nè. Hình như trong làng mình còn anh dân làng thủ thư thì phải. Anh thủ thư đâu ta? Ủa, anh thủ thư đâu mất tiêu rồi. Đây. Đó, đổi thêm. Rồi, mình đã được 14 cái ngọc lục bảo, là mình được thêm hai cái quyển sách sửa chữa rồi. Wow, anh này thì bán sách vô hạn với sách đánh bắt lùi. Rồi để coi còn đổi được với ảnh được mấy lần nữa nha. Một nè, hai. Còn đổi thêm được hai viên nữa à. Cũng khá tốt. À mà quên nữa, trong nhà mình còn một cái quần sửa chữa thì phải. Tại vì trong chuyến khám phá NCT á, thì có một cái tòa thành mà mình tìm được một quyển sách sửa chữa, nhưng mà nó lại ép vào cái quần mất tiêu rồi. Để mình vào kiểm tra coi, hình như là còn á. Đây, cái quần này nè. Vậy là mình đã có thể ép được
full bộ giáp rồi, tại vì quần mình có sửa chữa nè, mình có sẵn một cuốn sách nữa và mình có thể mua thêm hai quyển nữa, là tổng cộng mình có 4 cái dòng sửa chữa rồi. Yay. Rồi bây giờ mình sẽ mang thêm ít sách nữa. Ủa sách mình đâu hết trơn rồi? Ủa mình nhớ có một cái rương mình chứa sách mà ta. Ủa hay là mình dùng hết sách rồi? Ô khoan, hết sách là toan nha. Hết sách là không được đó, tại vì mình cần phải có sách thì mới có thể mua được. Ồ. À không, đây, sách đây. Ồ, làm giật hết cho mình à. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ mà anh Nhân Làng bán sách sửa chữa ấy để mình trao đổi với ảnh nha. Rồi chúng ta sẽ quay về để farm kinh nghiệm và ép vào nhà bộ giáp của mình thôi. Ok cảm ơn ơi, mình đã di chuyển tới cái lều tuyết của mấy anh dân làng bán sách sửa chữa rồi. Và bây giờ mình sẽ vào trong để qua đêm một cái đã. Thì giờ cũng trời tối luôn rồi, nhưng mà tranh thủ đi xuống dưới đổi đồ với mấy ảnh trước cái đã. Mình có đem theo Emerald và sách rồi nè. Rồi đổi thôi. Anh này chỉ bán có 7 cái Emerald thôi, rất là rẻ luôn. Lấy thêm một cuốn nè. Làm thêm một cuốn nữa. Rồi vậy là đủ rồi. Vậy là mình có tổng cộng 3 cuốn sách sửa chữa và một cái quần sửa chữa, là mình có thể có nguyên một bộ giáp full dòng sửa chữa luôn. Rồi và anh này coi. Quên, tay không đi, lỡ mình phóng trúng anh này anh ngỡ một cái là hết ai bán luôn á. Anh này thì bán 18 lần khá là mắc, nhưng mà không sao, có anh này vẫn tốt rồi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi lên trên ngủ nè, và trên đường về nhà thì mình sẽ qua cái chỗ để mình có thể farm kinh nghiệm nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình farm xong kinh nghiệm và quay về nhà nha. Ok cảm ơn ơi, hiện tại thì mình đang farm kinh nghiệm gần xong rồi. Mình đã được 59 level rồi. Và một xíu nữa mình sẽ qua bên kia để có thể ép những quyển sách sửa chữa vào luôn nha. Rồi farm lên 60 rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ép là vừa rồi đó. Rồi cố lên một xíu nữa thôi. Đó, ép kinh nghiệm lên rất là nhanh luôn, tại vì Enderman rớt xuống liên tục để cho mình farm ấy. Rồi farm thêm một xíu nữa nha. Để cho nó nhặt hết số kinh nghiệm này cái đã. Rồi xong, giờ mình sẽ qua bên đây và bắt đầu enchant thôi. Ủa, nâng cấp lên thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái áo mình có dòng sửa chữa trước đi. Đây, áo nè. Wow, tốn 33 level đấy. Tại vì cái áo của mình khá là nhiều dòng rồi, bây giờ thêm dòng sửa chữa nữa thì ra nó mất khá là nhiều kinh nghiệm ấy. Nhưng mà không sao. Đó, được một cái áo sửa chữa, quần sửa chữa. Kế tiếp thì mình sẽ ép cái đôi giày của mình có dòng sửa chữa luôn. Giày mình có giảm sát thương khi rơi 4 lần, rất là tốt luôn á. Nhưng mà nó thiếu chầm hỏng, để sắp tới mình tìm chầm hỏng rồi mình ép vào sau nha. Giày thì chỉ tốn có 5 level thôi. Rồi kế tiếp là một cái mũ nha. Đây mình sẽ ép cái dòng sửa chữa vào cái mũ luôn. Mũ mình thì nó có cái dòng đào nhanh dưới nước rất là tốt luôn, để mình có thể đào nhanh hơn khi mà đi khám phá biển ấy. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có đủ kinh nghiệm. Bây giờ mình sẽ farm thêm một ít kinh nghiệm nữa nha, để cho lên 30 mấy level rồi mình sẽ tiếp tục ép cái quyển sách sửa chữa này vào. Ok cảm ơn ơi, mình đã lên 33 level rồi. Bây giờ mình sẽ ép cái quyển sách sửa chữa còn lại vào cái mũ nha. Rồi cho cái mũ vào đây. Đó. Và trong lúc mình farm ấy thì nó đã sửa xong cái đôi ủng của mình rồi nè. Và cái áo thì cũng sửa xong luôn rồi. Đó. Ta thấy nó thần kỳ chưa? Bởi vì mình rất là thích cái dòng sửa chữa là vậy á. Rồi ta da. Như vậy thì mình đã full một cái set đồ ấy, toàn là dòng sửa chữa này. Mũ sửa chữa, áo giáp sửa chữa, quần kim cương sửa chữa và đôi ủng sửa chữa luôn. Và ngoài ra mình còn có thêm cây đinh ba và cây kiếm cũng như là cây cúp sửa chữa nữa rồi. Giờ rất là nhiều sách sửa chữa, sắp tới thì sẽ có thêm nhiều dụng cụ này, có thêm sửa chữa nữa nha. Nhất là cái nón rùa á, tại vì nón rùa hư thì mình không biết sao để sửa nữa. Để sắp tới mình có sách sửa chữa, mình sẽ ưu tiên ép vào cái nón để chúng ta còn đi khám phá biển nha. Còn bây giờ mình sẽ farm thêm ít kinh nghiệm rồi chúng ta sẽ quay về nhà nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình trở về nhà nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một bức tượng Enderman nhấc bổng một ngôi nhà mini. Ngoài ra mình cũng có làm được một cái chỗ bán hàng tự động ở phía bên trong ngôi làng của mình ấy. Và mình cũng đã đi đổi với mấy anh dân làng và kiếm thêm Emerald để chúng ta có thể ép vui một bộ giáp sửa chữa rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà này
để có thể mang màu giáp này vào bên trong. Đó. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng kiếm được cái cuốn sách sửa chữa tiếp theo và ép vào cái nón rùa của mình nhá, để chúng ta có thể đi phiêu lưu dễ hơn, cũng như là săn tìm cái bộ giáp lưới này này, tại vì giáp kim loại này ấy, mặc vào nhìn rất là đẹp luôn. À, mình có thể thấy được cả cái skin của mình luôn ấy, không như giáp kim cương đâu, nhưng mà nó lại ít cái thanh giáp hơn ấy các bạn. Và trong thời gian sắp tới ấy, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.